Thưa quý vị, sau 20 năm thực hiện nghị định 78 của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Tân An không ngừng tăng trưởng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện nay, tổng nguồn vốn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, địa bàn thành phố Tân An đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng hơn 240 tỷ đồng so với thời điểm mới đi vào hoạt động, bình quân hàng năm tăng trưởng gần 14%. 20 năm qua, thành phố Tân An tập trung nguồn lực tín dụng qua ngân hàng chính sách xã hội cho dây các chương trình đạt trên 820 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ trên 570 tỷ đồng, với hơn 6.600 hộ còn dư nợ, trong đó kịp thời hỗ trợ hơn 64.000 được hộ nghèo và các đối tượng khác được dây vốn giúp đỡ hơn 7.700 hộ vượt qua ngưỡng nghèo thu hút tạo việc làm cho hơn 4.700 lao động, giúp hàng chục lao động đi làm việc nước ngoài, hàng ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được gia dốn học tập và xây dựng, cải tạo công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, nhỏ xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp gia dốn trả lương cho lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Nguồn giống này còn góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố cuối năm 2021 xuống còn 0,53%. Qua đó bảo đảm an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.